ý kiến gì? Sau đời sống tinh thần của anh em không phải đi nâng cao tư duy và chữa lành tâm hồn thì em đang bảo là một cái chung độ 50-100 lít gì đấy, em đầu tư hoa quả lên công ty mình ngâm chung rượu 2-3 tháng nữa là có đồ uống rồi. Còn có cần làm đề xuất làm kế hoạch hay là cần bao dự trù kinh phí không? Thì để em làm luôn. Cái đấy thì nhanh hơn phút mốt bởi vì em làm quen rồi ấy. Người nhà em cũng làm tương đối ấy, có mấy chum á. Thế là đi lên công ty để uống rượu hay là đi làm? Nhưng mà công ty là ngôi nhà thứ hai. Để tránh cái trường hợp giống như phòng marketing là mọi người phải đi nâng cao tư duy và chữa lành tâm hồn, chúng mình sẽ có thể chữa lành tâm hồn tại công ty luôn bằng cách là mình ngâm rượu rồi sau đấy mình hưởng thụ. Bây giờ nói chung là công ty thì phòng hát karaoke thì là có rồi. Nhưng mà đồ lạnh, đồ ăn có rồi, thiếu mỗi rượu thôi. Rượu, vâng. Thôi làm đề xuất thì chị Duyệt thôi nhá. Làm một chung 50 lít thôi, 100 lít thì nhiều quá.